Dạ em xin chào mọi người. Thì mấy hôm nay có rất là nhiều mấy anh em cũng như là mấy chú có điện thoại cho em hỏi là có về những con phơ cũng như là GT6, GT8, GT10 không. Thì hôm nay cái clip hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người một con là GT10. Chỉ có một con duy nhất thôi mọi người. Em về đúng được một con luôn. Bởi vì những cái dòng này nó sắp bị khai tử mọi người. Bây giờ còn là chỉ còn những cái dòng cũ hoặc là line new thôi, chứ hàng mới hầu như không có mọi người. Bởi vì bây giờ cái thị trường cạnh tranh những cái dòng phơ này nè mọi người, nó rất là nhiều ha. Nó ra rất là nhiều dòng phơ mới của Trung Quốc sản xuất khá là nhiều. Cho nên mấy cái con đời cũ này á, người ta cũng hiếm khi sử dụng. Nhưng mà theo em thì những con đời cũ này rất là hay mọi người. Và cái giá tiền của nó cũng khá là rẻ đối với người Việt Nam mình, có thể sử dụng gọi là tập luyện ở nhà nè, chơi nè, làm show ha. Mà những con này mà mọi người mang đi làm show á thì nó sẽ ngon hơn, nó ngợi tiền hơn cho mọi người ha. Làm vài show mình có thể gửi vốn nha. Rồi, cái con này thì nó có sẵn một cái khay cho mọi người luôn nha. Có một cái hộp cứng. Đấy. Em về được con này đúng một con này có hộp cứng mọi người. Và đây là cái adapter của nó nha. Đấy, adapter này. Con này thì nó không có adapter jean mọi người. Tại vì mua về là nó đã không có adapter jean rồi, cho nên em cũng đành chịu ha mọi người. Đó. Nhưng mà cái adapter này thì sử dụng cho con này rất được nha. Rất là ok mọi người. Chỉ cần nó đúng với cái cực của nó và nó đứng với cái dòng điện của nó là nó sẽ lên thôi mọi người. Còn nếu mà mọi người có mua được một cái adapter zin của nó, của Boss luôn á, thì nó sẽ tốt hơn một tí ha. Đây, đây là một con Boss GT10 nha mọi người. Và hiện trạng cây này, con này rất là đẹp nha ha. Về ngoại hình em sẽ quay cận cảnh cho mọi người xem nha. Đó. Tình trạng nó rất là đẹp nha mọi người. Những cái con này mọi người đi mua hàng mới không có ha. Nếu mà ai mà nói con này hàng mới thì mọi người cứ hỏi cái năm sản xuất đi. Đấy, nó chỉ còn là những con dòng line new thôi. Những con line new là giống như hàng mới nha mọi người. Mà nó sản xuất lâu nhưng mà nó còn đẹp mọi người. Cái thứ nhất là nó bị tồn kho ha. Người ta ít có ai mua, không ai mua. Thì nó tồn kho, nó nằm một chỗ hoài thì nó mới. Cái thứ hai là người ta mua và sử dụng, nhưng mà cái tính của những người Nhật, người ta sử dụng đồ rất là kỹ mọi người. Người ta sử dụng đồ kỹ cho nên tình trạng nó còn rất là đẹp. Như con này, như con này là một con tình trạng đẹp nè mọi người. Người ta đã sử dụng rồi nha. Con này là đã qua sử dụng rồi à. Bởi vì sao em biết người ta sử dụng? Đấy, đây, đó nhiều khi đó cũng là một cái câu hỏi mọi người. Thì nếu mà mình mua một con phơ về, mình muốn biết là người ta có xài hay không. Thì cái thứ nhất là mình mua về mình mở nguồn lên mà mình thấy có nhiều bộ tiếng trong đó, nhiều bộ tiếng người ta sử dụng, người ta phải làm tiếng mọi người ha. Người ta sử dụng thì người ta sẽ làm tiếng, mà mình thấy có nhiều tiếng đó đặt tên rồi này kia khác nhau là mình biết người ta đã sử dụng ha. Còn nếu mà người ta không, cái con mà không sử dụng á thì mua về là nó còn, một là nó mới tinh thôi mọi người. Nếu mà nó mua về mà thấy nó mới tinh, nó còn dán đồ này kia thì cái con đó chắc là chỉ để trong hộp thôi mọi người, không có lấy ra ha, không có sử dụng, nó không có chạy xước gì. Với lại cái bộ tiếng của nó còn nguyên zin mọi người. Nhiều khi cái và cái phần mềm mọi người, quan trọng là cái phần mềm nó không update lên. Đây vẫn là bằng hiện cái phần mềm nó vẫn là cái version cũ ha. Đấy, thì những con đó là những con không có sử dụng. Còn những con này là đã qua sử dụng rồi mọi người. Phần mềm được update lên cái phần mềm là mới nhất ha, và làm tiếng. Có một vài cái bộ tiếng ở trong này luôn mọi người. Một vài bộ tiếng của những người Nhật người ta làm sẵn, người ta chơi á, có sẵn trong này luôn ha. Lúc nãy em vừa test xong. Rồi, thì con này mọi người có thể điều chỉnh qua USB được nha. Đây là nó có một cái cổng USB. Đâu rồi? Đây. Đó, nó có một cái cổng USB ở đây ha. Mọi người có thể kết nối với máy tính nha. Đó, còn đây là những cái chức năng của nó ha, bao gồm output được các kiểu nguồn rồi ha. Rồi. Đây là mặt tớp thôi mọi người. Thì nó sẽ có bốn cái banh để mọi người có thể chuyển đổi tiếng ha. Đấy, 4 tiếng. Mọi người có thể chuyển đổi qua lại rất là tiện nha mọi người. Thì những con Boss GT10 này em thấy là những cái chú mà chơi đàn cổ nhạc á, hay chơi những con này lắm mọi người. Ở đây chỗ của em á, em thường thấy là ở đây chỗ của em thì em thường thấy là mấy chú thường chơi chơi cổ nhạc ha, sử dụng Boss rất là nhiều mọi người. Boss GT8 nè, Boss GT10 nè, Boss GT100 nè, có chú xài sử dụng tới Boss GT1000 luôn á mọi người ha. Tiếng rất là hay mọi người. Nhưng mà con này á, thì em chỉ hỗ trợ
hỗ trợ cho mọi người làm tiếng tân nhạc thôi nha. Em không biết làm tiếng cổ nhạc nha mọi người. Nếu mà mấy chú có mua con này mà làm cổ nhạc á thì mấy chú mua về tự làm giúp con nha. Con thật sự là con không biết chơi cổ nhạc và con cũng không có nghe cải lương luôn, cho nên con không biết làm tiếng mọi người ha. Con không có biết làm tiếng, cho nên cái việc mà làm tiếng cổ nhạc á mấy chú thông cảm giúp con nha. Mấy chú có nhắn gọi là hỏi làm những cái băng tiếng để chơi cổ nhạc nhưng mà thật sự là không bó tay. Cái đó con còn trẻ nên con không có nghe. Con không có nghe, con chỉ nghe tân nhạc thôi. Cho nên làm tiếng tân nhạc đó thì con làm được, chứ tiếng cổ nhạc thì con thua nha. Rồi, nếu mấy chú có ý định mua làm cổ nhạc đó thì mà có thể mấy chú sẽ nhờ một ai đó chuyên về cổ nhạc làm, hoặc là mấy chú có thể đi thuê gì đó, còn con thì chỉ bán thôi, con không có làm ha. Rồi, cái bot GT100 này thì bán với mức giá là 4 triệu rưỡi nha mọi người. 4 triệu rưỡi là kèm với lại một cái adapter. Một adapter và nó có giấy tờ nè. Đây là giấy tờ ha. Và một cái hộp cứng đi theo nha. Đây. Một cái hộp cứng như thế này rất là xịn nha. Đây, riêng cái hộp cứng này mọi người đi mua ở ngoài á. Đi mua ở ngoài nó sẽ rơi vào khoảng 300 tới 400 ngàn tùy vào mức độ xấu đẹp của nó ha. Còn ở đây á, thì em bán với mức giá là cái con này á, tình trạng là đẹp ken. Có adapter và có luôn cả hộp cứng này. Em đang bán với mức giá chỉ có 4 triệu rưỡi nha mọi người. 4 triệu rưỡi và em ship toàn quốc, hỗ trợ làm tiếng tân nhạc nếu mọi người cần ha. Đó, cái thùng rất là đẹp nha. Đấy, mọi người đi làm show mà mọi người xách cái thùng này theo thôi là nhìn thấy nó rất là gọi là rất là chuyên nghiệp mọi người. Rất là chuyên nghiệp ha. Đấy. Rồi. Sau đây thì em xin chốt lại cái con bot GT10 này nha. Đó, thì tình trạng hoạt động của nó là hoạt động bình thường, không có vấn đề gì. Thì em sẽ test về cái phần hoạt động của nó cho mọi người xem ở đây ha. Đây em test trực tiếp luôn mọi người. Đây nha. Đây, em để gần lại mọi người. Đấy. Zoom lại ha. Đây em chỉnh ha mọi người. Đợi em chỉnh cái camera ha. Nhìn được chưa ta? Mọi người thông cảm đợi em nha. Vài giây thôi. Rồi, thì vậy là ok ha mọi người. Rồi, sau đây em sẽ test cái chức năng hoạt động của nó nha. Không lỗi nha mọi người, không lỗi gì hết. Chơi rất là ngon. Đây, cắm nguồn vô. Đấy, mở nguồn lên. Không, mọi người mở nguồn lên đợi nó load ha, 10 giây. Không, không tới 10 giây mọi người. Có khi lâu hơn á. Rồi, đây nha mọi người. Sử dụng rất là tốt luôn. Một tiếng nè, 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng. Đấy, một cái băng như vậy thì nó sẽ có 4 tiếng. Xong, sau đó mọi người đổ vào băng khác nè. Bây giờ hiện tại em đang sử dụng băng là U01-1 nha mọi người. Đây, U01-1 ha. Và em bấm vào đây cái thì nó sẽ là U2-1 nha mọi người. Đó, nó sẽ chuyển qua băng số 2 ha. Đây. Và chức năng hoạt động thì ok, không vấn đề gì ha. Đèn vẫn sáng. Đó, 3, 2, 1. Đây, làm tiếng nè. Override, distortion nè, curve nè, ream nè, EQ, FX1, FX2, delay. Không, em bấm tới đâu là trên màn hình nó nhảy tới đó ha mọi người. Chorus nè, reverb nè, master pedal nè. Set này là chuyển đổi AB nè mọi người. Đấy, trong này nó rất là nhiều cái chức năng mọi người. Đó. Mọi người có thể chuyển banh bằng cách là mọi người vặn cái này ha. Và trên này nó có banh nè. Nó ghi trên này nha mọi người là banh U01, U02 thôi ha. Rồi, đây là cái volume output. Đó, đây là cái volume để mọi người có thể chỉnh cái âm lượng của nó đi ra ngoài như thế nào ha. Rồi, đây là pedal lớn nhỏ thôi. Rồi, sử dụng hoàn toàn ok, không vấn đề gì hết đâu mọi người. Con này mình chỉ cần mọi người mua, mang về và dùng thôi. Rồi,
Rồi mọi người, đó, Boss GT10 nha. Ở đây thì em không có làm tiếng mọi người, tại vì nhiều khi có mấy chú sẽ muốn mua mang về để làm cổ nhạc, cho nên em sẽ không làm tiếng. Còn nếu mọi người muốn chơi tân nhạc á, mà muốn sở hữu con này thì mọi người có thể inbox cho em. Thì khi mà mọi người chốt mua rồi á, thì em sẽ làm hỗ trợ mọi người một banh tiếng để mọi người sử dụng trong cái khoảng thời gian mà mọi người chưa có biết làm tiếng và cũng như chưa có tìm hiểu được cách sử dụng làm tiếng ha. Rồi sau đây thì chốt lại cho mọi người là con GT10 giá là 4,5 triệu, bao gồm hộp cứng với lại là cái adapter ha. Và mọi người yêu thích con này thì mọi người cứ inbox cho em qua Zalo hoặc điện thoại trực tiếp cho em nha. Rồi còn cách thức giao dịch thì giống như những cái video trước là mọi người đặt cọc trước giúp em 500.000, sau đó em sẽ ship hàng và mọi người nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán số tiền còn lại cho shipper nha. Rồi mọi người xem video tới đây thì nhớ ấn like video cũng như đăng ký kênh ủng hộ em nha mọi người. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ.